số tiền thôi, một đống tiền ha, nhiều lắm. Mình sẽ học một số tiền trên cái đống tiền này, rồi một số tiền quan trọng thôi, chịu trung cực này ha. Rồi vậy thì những cái việc này chúng ta sẽ học liên quan tới của trong chương trình có không các anh chị? Phải trung cực không? Trung cực. Mọi việc của bằng quang. Các chị muốn chữa bệnh của bàng quang thì du liệt là có bàng quang du, mình không có nào. Bây giờ có mộ huyệt là trung cực, có học không? Không có. Không có cho qua luôn. Rồi, trung cực lấy sao các chị? Từ giữa rốn là thần khuyết, đường thẳng giữa đó chúng ta sẽ đo xuống bốn thốn, chính là bờ trên của sương mù ha. Việc này nhạy cảm, bởi vậy các chị khi lưu ý mà chăm cho người khác giới thì thận trọng, nếu không thì để người cùng giới người ta chầm nha. Tại vì chúng ta bộc lộ xuống mà, được không? Việc này sát vào trên sương mù. Vậy thì việc này nó sẽ liên quan tới gì các chị? Về kinh nguyệt nè, tới người phụ nữ nè, được không? Liên quan tới đi tiểu nè nha. Nếu mà họ biết tiểu hay là gì đó, chúng ta có thể dùng việc này. Rồi, cái này chúng ta sẽ chăm xiên ha, chừng nửa thốn thôi. Nhớ dùng bụng, không có chăm sâu nha. Rồi, hoặc là từ xương ngu đôi lên một thốn, hoặc là từ rốn đôi xuống bốn thốn. Vậy thì chúng ta sẽ có một phân đoạn là từ đây đến đây nè, từ rốn đến bờ trên xương ngu là năm thốn, đó là theo phân đồng thân thốn. Chúng ta sẽ được học tiếp theo ha, trong cái nguyên tắc và phân đoạn đó là trung cực. Rồi, quang nguyên thì nó ở trên trung cực, được không các chị? Đây là năm thốn nè, nãy đây là trung cực nè ha, đây quang nguyên, lui là một thốn, cái rốn chúng ta nè, được không các anh chị? Từ rốn xuống ba thốn cũng vùng tại chỗ luôn ha, đúng không ạ? Việc dùng để bổ các chứng hư, quang nguyên và trung cực. Quang nguyên là gì thường các anh chị là nó nhớ là đây là khí đan điền đấy, khí dùng xuống đan điền là cái vùng này nè các anh chị, khí hải quang nguyên đấy chính là nguyên khí nằm ở vùng đó đấy nha. Vậy cấp cứu chữa thoát chứng rồi này ha, đó là khí hải quang nguyên, chúng ta lưu ý ha. Qua thốn nha, chúng ta sẽ châm xiên ha, châm chừng nửa thốn thôi. Sao xuống xiên lên muốn bổ hay tả vậy đó? Thì coi đường kinh nó đi, mà xiên xuống hay xiên lên nha. Thường thì nguyên tắc là hay xiên xuống, nhưng mà các chị không có châm thẳng nha, các chị châm thẳng thì cái này nó nguy cơ nó thủng cái gì à, thủng bằng quang ha. Lưu ý thì chúng ta phải chăm xiên cạn thôi, nửa thốt cái lại thôi, các chị đừng có chăm sâu quá nguy hiểm. Vậy thì liên quan tới gì các chị? Chữa cái vùng này nè, vùng này thì liên quan đi tiểu nè, phụ nữ thì đau bụng kinh gì con tinh gì đó, nói với đàn ông nha, đàn ông thì bụng kinh kiểu dầm thấy dầm gì đó ha. Rồi việc này có theo không? Đúng không có. Hồi nãy trung cực không có hả? Rồi khí hải có không? Khí hải thì sẽ là bổ bổ khí. Bổ mình có huyết hải đúng không? Huyết hải cũng bổ huyết. Bổ huyết thì có huyết hải nè, cách du nè. Còn khí hải thì sẽ là bổ khí ha. Cái này bổ nguyên khí nè các anh chị. Rồi chờ từ rốn đo xuống. 1 phút rưỡi. Hồi nãy hiện gì ba thốn mới xong. Còn nguyên, vậy thì lấy đoạn đó mình. Vậy thôi. Đúng không các anh chị? Đây quang nguyên nè, đúng các anh chị? Quang nguyên từ đây đến đây là ba thốn, thì chúng ta sẽ chia đôi là khí hải. Nguyên tắc châm cũng giống như quang nguyên nha, bổ khí nguyên khí đây. Rồi tiếp ha, thập môn không có đúng không? Không có thi, thi mộ huyệt có tam tiêu, thập môn không có là thôi ha. Trung quản, rồi trung quản có đúng không? Trung quản là mộ huyệt của quỷ. Du huyệt là còn có vị du, thì trung quản là mộ huyệt của vị. Ví dụ chúng ta điều trị thì vị chúng ta có thể chọn một trong hai huyệt đó hoặc là cả hai huyệt đó ha. Ví dụ chúng ta chọn trung quản là được rồi ha. Châm trung quản, trung quản thì từ giữa rốn đo lên mấy thốn? 4 thốn. Châm cười hoài vậy, thấy bụng này đẹp quá gì? Đẹp quá, đẹp thầy, đo từ bụng này chắc phụ nữ quá, đàn ông nào
thầy kia giờ mà thầy vào phía Nam thì mình không biết khả năng có thể phụ nữ từ đây lên 4 khóm, vậy thì cái đoạn này nó sẽ là 8 khóm là các chị đây nha, cái đoạn này sẽ là 8 khóm từ mũi kiếm xương ức nè, mũi kiếm xương ức đến rốt là 8 khóm mũi kiếm xương ức của chúng ta nè. Chúng ta sợ có ai không có mũi kiếm xương ức không, chúng ta vuốt từ cái bờ xương sườn chúng ta vuốt lên thì đụng mũi kiếm xương ức, thì từ đây xuống rốt chúng ta là 8 khóm, chúng ta lấy đoạn giữa chỉ là trung quản ha, trung quản ha. Rồi chúng ta cột chấm trung xiên ha, trung xiên giữa khóm rồi đây trung quản đây khoảng ba từ rốt. Vậy thì việc trung quản nó sẽ điều trị liên quan tới vị bệnh của vị ha, chắc cú rồi xương chắc cú luôn vị. Rồi cử khuyết, cử khuyết là cái việc bộ huyệt niệm thi nó dưới mũi kiếm xương ức của chúng ta nha, huyệt niệm thi thì thôi nha. Đây cử khuyết đây 8 thốn thì 6 thốn nó là ở hai thốn dưới cái mũi kiếm xương ức hai thốn thôi, không thi thì thôi nha. Việc này nó chịu liên quan tới đảng chung có ha, có thi nha. Đây là mộ huyệt của tâm bào, vậy thì chữa về tâm bào chúng ta dùng huyệt này. Huyệt đảng trung nó là huyệt đặc hiệu dùng để bổ khí, hãy nói bổ khí thì phải nhớ tới huyệt đảng trung. Anh này lịch sử ha, anh này dễ xác định huyệt giao giữa đường alo xin tối gọi là anh đang bận nghe xin tối. Rồi, việc này thì về sau hai đường vú kéo ngang với người bình thường á, mà ngang cái đúng chúng ta chính là quan thiên thượng 4 năm chúng ta lưu ý ha. Vậy thì đối với phụ nữ đừng có lấy đúng vú kéo ngang nha, mấy bà đẻ một mấy đứa thì xuống tới đây luôn kéo ngang chúng nha. Vậy thì giao đường giữa ngực với quan thiên thượng 4 năm móc giải phẫu nha. Còn người bình thường thì có thể chúng ta nói là kéo ngang hai đấm vú thì được, nhớ nghe điều trị thì nó là liên quan tới bổ khí, bổ khí thì nó mới chữa mấy triệu chứng này nè. Còn tại chỗ nè đấy ít sữa rồi đấy, khí hải với đảng trung nó đều bổ khí đó, đúng rồi. Khí hải bổ khí, nhưng khí hải bổ về nguyên khí, còn này là ở thượng tiêu bổ về vì cách chị trung khí nha, còn kia là nguyên khí. Nha, giống như các chị học khí kia là khí tiên thiên, còn này là giống như khí của hậu thiên ấy. Nha, khí của khế mà. Rồi, được các chị. Nguyên khí là khí hải đấy, còn này là bộ trung khí đấy. Rồi, cái mạch đốc, mạch đốc là cái mạch đi phía sau ha. Rồi, các chị muốn đọc kỹ thì coi kỹ. Còn mình xấu hiệp, đại trì. Đại trì vừa nói rồi ha, chúng ta cúi cổ xuống chúng ta sẽ thấy có một cái đốt sống cổ cao nhất của chúng ta, dưới đốt sống đó là đốt C7 nha, đúng mà dưới cái chỗ lợn đốt sống thứ nhất nha, khi chúng ta cúi xuống đó là huyệt đại trì. Huyệt này chúng ta châm thẳng vô, nhưng mà chúng ta châm thì sao, thì khoảng không phải mấy thốn thôi nha. Đúng rồi, chúng ta cúi xuống, chúng ta sẽ thấy có cục xương mà nó gồ lên, từ trên cúi xuống có cục xương gồ lên. Thầy châm châm cho cái khe C7 dưới đây một này. Đúng rồi, châm giữa khe đó, châm dưới nửa thốn nha. Việc này thường chữa về đau tại chỗ hoặc là cảm mạo được đó, chúng ta có thể dùng việc này nha. À, để hạ sốt thì người xưa người ta hay dùng đại trì là 1 nè, hợp cốc là 2, cúc tiền là 3, để hạ sốt đó. Cái này liên quan tới kiểu ngoại cảm luôn ha, cảm mạo rồi đó, hoặc là tại chỗ đau tại chỗ. Đây nha, đốt sống bảy, đốt sống dưới đốt sống C7 rồi đau tại chỗ. Rồi bách hội, bách hội sẽ lấy làm sao? Bách hội chúng ta sẽ lấy hai cái đỉnh vành tay này, chúng ta kéo qua là một đường. Đường thứ hai chúng ta từ sống mũi nè, giữa hai cái chân mày chúng ta gọi là huyệt ấn đường, hồi chúng ta học đó chúng ta sẽ kéo nối với cái chỗ lõm dưới đó. Rồi đây chính là phong phổ,
thì giao hai đường đó chính là Bách Hội. Vậy thì các chị mà muốn lấy được cái huyệt đó đó, ví dụ muốn lấy được Bách Hội của anh này thì các chị phải đứng phía trước này nè. Các chị nhìn cái sống mũi của anh, xong rồi hai cái bàn tay này chúng ta kéo lên, chúng ta sẽ lấy được cái huyệt Bách Hội. Nhớ này cũng trong xiên 15 độ nha, trong dưới mình thốt rồi. Bách Hội rồi, từ Bách Hội đây các chị muốn xác định tứ thần thông á, chúng ta sẽ tới vị tứ thần thông thì chúng ta sẽ đo về trước một thốt, đo về sau một thốt, đo sang trái một thốt, đo sang phải một thốt, bốn miệng gọi là tứ mà ở trong xiên luôn. Vậy thì Bách Hội này nó sẽ chữa những bệnh liên quan tới vùng đầu nha, hoặc là gọi là thanh hỏa đấy, thanh can hỏa, tại vì kinh can nó có một đường kinh đi lên đỉnh đầu, mình sẽ chữa thanh can hỏa mình cũng dùng Bách Hội được nha, hoặc là chữa đau đầu đó nha. Sao xiên nha, không được chăm chọc thẳng vô nha, nhớ cái sọ mà. Còn các chị thấy ai mà chăm thẳng vô là chăm thẳng vô là mấy người đó người ta không hiểu nha, chắc là nhiều khi người ta không đi học, người ta trốn học, được các chị. Ví dụ các chị đang học bữa hôm nay đây mà ai chăm thẳng là đương nhiên các chị biết người đó chắc bữa đó trốn học rồi nha. Mấy người trốn học là dễ biết lắm, người ta hay làm những cái mà nó khác với cái số đồng của lớp nha. Chúng ta biết rồi đó, bữa đó chấu mộng rồi đó. Biết đâu đó. Đây các chị thấy miệng không? Rồi, miệng xung quanh là chính là tứ thần thông. Sang trái, sang phải, trước sau cách nhau một cách Bách Hội là một thốn, gọi là tứ thần thông. Vậy thì tứ thần thông công dụng nó cũng giống như Bách Hội. Vậy thì vừa chữa đau đầu, đau đỉnh đầu rồi đó, chúng ta hay dùng việc này. Mất ngủ người ta cũng hay dùng nha. Rồi nha, thấy không, sâu 0.72 đến 0.75 thốn thôi, trong cạn thôi ha, mà trong xiên ha, chúng ta nhớ dùng cầu dùng xiên tứ thần thông. Nãy nói rồi ha, mới nói xong lại chỗ nè, nhức đầu rồi đó, các bạn mất ngủ rồi đó các chị. Rồi các ấn đường, ấn đường các chị nghe ấn đường quen ha. Vậy thì giữa hai cái đầu trong, hai cái đầu trong đuôi chân mày chúng ta kéo ngang, đường giữa chỗ này chúng ta kéo lên, đó chịu ấn đường. Các anh chị muốn chăm dễ thì các anh chị véo da lên, chăm xiên xuống. Chứ các anh chị để vậy, các anh chị chăm cái tại sao đây? Da, sát, xương, để vậy không véo da lên thì chúng ta sẽ chăm cái kịch vũ xương. Nhớ nha, vậy nè, véo lên, chăm xiên xuống. Chăm chừng nửa thốt được rồi ha, được không các anh chị? 0.3 đến nửa thốn là được ha. Rồi, nè người ta chăm có 0.1 đến 0.2 thốn thôi, tất chính là thốn đó các anh chị. Được các anh chị. Đây, ấn đường. Được không? Đấy. Trời ơi, ai đẹp dữ vậy, chắc mỹ nhân quá. Cái này chắc không phải tôi rồi. Phải anh không? Nhìn bằng cô ấy. Chắc là mấy em gái lớp mình rồi. Nè. À. Chắc cô Huệ đấy. Cô Huệ thì còn đẹp hơn. Rồi. Mắc cỡ cái có gì đâu mắc cỡ cô ơi. Mình đẹp mình cứ tự hào đi á. Rồi tiếp các chị. Rồi một số huyệt khác nữa ha. Rồi huyệt ngư yêu. Ngư yêu thì sao các anh chị? Cái chân mày chúng ta đây, giữa chân mày nha. Chúng ta muốn chăm chúng ta phải béo lên, chúng ta chăm xiên ngang. Xiên ngang qua hoặc xiên ngang lại nha, cũng chăm cạn thôi nha. Được các anh chị. Hoặc là chúng ta bắt người bệnh nhìn thẳng, chúng ta nhìn cái con ngươi của họ đó, ngươi họ thẳng lên và giao với đường chân mày thì thường chúng ta lấy giữa đường chân mày là chính xác. Giữa cái chân mày, giữa cái xương chân mày này nè, chúng ta lấy hiện ngay cái gò xương các chị, nhưng các chị phải béo lên, không béo lên không thể chăm được. Những huyệt này chúng ta có thể dùng chữa trong bệnh nhân bị sụp mi mắt nè, mình nó cũng hay gặp lắm, được không các chị? Sụp mi mắt thì chúng ta sẽ chăm, ví dụ ta sụp mi mắt chúng ta sẽ chăm gì? Đầu trong chân mày nha, cuối chân mày
nhớ châm xiên xuống, cái này xiên qua. Từ đây lên thốn ngoài dương bạch chúng ta sẽ châm xiên, chúng ta châm thái dương. Đó, châm những huyệt đó, sau khi châm xong chúng ta sẽ massage sẽ bóp và bắt họ tập. Chữa liệt 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 bảy cũng có nhiều người người ta chỉ sụp mắt thôi, miệng bình thường nha, người ta bị liệt chi ba đó, sụp mi. Chúng ta dùng chữa. Chứ bây giờ làm tay hoặc làm sao các chị không đủ làm gì đâu. Đương nhiên người ta phải hết bình thôi. Hoặc liệt bảy ngoài biên, bữa nói rồi á, liệt bảy ngoài biên thì mắt người ta nhắm con kính nó bị sụp xuống. Thì vậy thì mình sẽ châm những miệng vùng này, những miệng vùng này. Được chưa? Đây, đây. Được chưa? Châm thêm một cốc nữa, vậy là xong. Đó, mình nhớ là vùng mặt này thì chúng ta sẽ không xung điện. Chúng ta châm xong chúng ta có thể cứu ấm. Ngày cứu nó nhớ, cứu là đừng để bị bỏng. Bỏng là lớn chuyện, mặt ta đẹp vậy mà chúng ta làm cho bỏng. Là cứu ghim lên cái kim hả thầy? Cái ngày cứu hả thầy? Được rồi, chúng ta cứu lên cái kim á. Hoặc là ngày xưa thì người ta cắt lá đường, người ta xâm lỗ cái này cứu lên làm đường. Còn bây giờ chúng ta thường một công hai chuyện, châm xong chúng ta cứu luôn để mất đỡ mất thời gian. Còn các chị nhổ kim ra xong mất 20 phút, các chị cứu 20 phút nữa thì các chị phải thêm tiền cứu nữa chứ, ví dụ vậy. Thì các anh chị nha. Nhưng mà lưu ý là không có kẹp xung điện. Sau khi chúng ta châm xong rồi chúng ta cứu xong, chúng ta sẽ dùng massage sau ớt. Thì các chị sẽ học trong dưỡng sinh sau ớt đó. Đó, hai món là cái ngon rồi để ăn chơi rồi. Thiệt mà, bắt buộc các chị phải làm vậy. Đối với những cái liệt mà liệt dây ba sức mê hoặc là liệt dây bảy, các chị không chăm cứu không cho bớt là nha. Không phải diễn thức không, lưới ha. Rồi, thương yêu ha. Thương yêu là các chị nha, giữa chân mày ha. Được các chị. Rồi, Thái Dương. Rồi Thái Dương lấy sao các chị? Thái Dương ai cũng biết hết trơn á đúng không? Sức dầu của sơ tôi thấy có nhiều người giật lên đỏ hết ha. Đó, chị hai bên này, từ đuôi chân mày chúng ta kéo xuống. Từ quét mắt kéo ngang ra sẽ có một cái lỗ là vì Thái Dương. Chúng ta sẽ dùng tay chúng ta kéo lên rồi các chị. Rồi, châm cạn thôi nha, người ta châm có 0.2 đến 0.3 tấc thôi nha. Được các chị, việc này không cứu nha, chị chăm tôi không cứu. Đây Thái Dương này các chị nha. Người đẹp cũng phải chăm chứ không lẽ người đẹp không chăm các chị. Không lẽ người thấy người ta đẹp quá vô mà không chăm. Càng đẹp càng đẹp càng phải chăm. Rồi chân chung. Chân chung. Giống như bà kia bác kể chuyện vui có thiệt. Bà này thì thật ra thì bà cũng nhan sắc thì cũng được, trắng trẻo á, bà cũng dài. Nhưng mà thấy lai pháp nhưng mà đều thấy người Việt hơn. Mũm mỉm, còn một là... Mũm. Còn một đẹp. Cái vô cái thọ kể có thiệt nha. Đi xuống cái bệnh viện gì mà giáo bệnh viện gì của bà đó quên rồi. Cách đây là mấy năm, lúc đó bà năm mấy tuổi rồi. Đi vô cái... siêu âm giấy chỉ định cho vào siêu âm phụ, siêu âm chụp hình cái ông bác sĩ này á chụp hình gần quá mày ông này ông cứ sợ được bảo bài à cái bạn giảng viên siêu âm phụ mà sao cứ sợ được quá không à cái bà nói bác sĩ chị để tôi xếp vào cho bác sĩ nhân viên sao cái có thằng điều dưỡng vô cười quá trời luôn chưa các chị cho thấy là gì. Điều đó là không được nha các chị. Nghề chúng ta không được làm như vậy nha. Nghe em hậu. Được không? Được các chị. Đó là sáng sở. Các chị thương chúng ta đấy. Chứ không có sĩ vợ thầy. Gọi là gì ạ? Xương bụng. Quý đó. Cái đó là không? Cái là xương bụng. Gặp em đi. Em nói được không các chị? Đó là đường kinh. Đường kinh. Được không các chị? Câu chuyện xuống có thiệt nha. Mà bà này quá dễ. Tại vì bà cũng... cũng có chồng rồi. Thành ra bà nói vui rồi đấy. À, bác sĩ sẽ để từ nằm xích vô cái bác sĩ nằm đây luôn nha. Không biết gì. Cấm nha. Đúng mà, đó là những điều cấm. Nghề nghiệp chúng ta là gì à? Phải đúng. Là
làm phải đúng, không làm bậy. Còn các chị, các chị muốn bộc lộ cái gì đó phải giải thích với người bệnh và phải có qua cùng với người bệnh, đúng các chị, chứ không phải mình muốn bộc lộ ra bộc lộ. Ví dụ các chị muốn chăm cứu rồi tới cái bàn chăm cứu tôi sẽ nói nha, các chị bộc lộ thì các chị phải giải thích. Đúng không ạ? Bây giờ muốn chăm cái huyệt hoàng thiêu mà các chị không bộc lộ cái mong, hỏi ra các chị chăm nhưng mà phải giải thích tại vì chúng ta điều trị bên này. Nhưng bộc lộ xong chúng ta phải che đậy kín đáo cho người ta, đó là nguyên tắc chúng ta phải lưu ý, chứ không phải chúng ta bộc lộ xong rồi để trong lóc phơi vậy, phơi hàng vậy, bao nhiêu người đi qua đi lại thì không được nha. Rồi nhân chung này lấy đâu các chị? Ở rảnh này gọi là rảnh nhân chung, rảnh này người xưa hay dùng để gì? Cấp cứu á, cấp xỉu, người ta bấm nhân chung rồi các chị, bấm mạnh vô để tỉnh lại á. Cái này hay dùng ngày xưa để cấp cứu kiểu vậy á. Vậy thì người ta có rảnh nhân chung này, người ta sẽ chia sao các chị? Chia làm 3 phần. Chúng ta chia làm 3, lấy dao 1/3 trên, 2/3 dưới, chứ không phải ngay giữa nha. Đấy. Việc này chăm khá đau nha, chúng ta béo lên, chăm thẳng vô. Chứ không phải 1, 0.2 thốn thôi, có nghĩa là không có nói nữa thốn, kim số 1 thôi, nhưng mà sao à, khá đau nha. Huyệt này chúng ta cũng có thể dùng chữa huyệt 7 được ha, đúng không à, nhưng mà đau á, đau đau. Vậy thì chúng ta thật kỹ ha. Rồi, điều chỉ. Rồi, kim trên, kim trên là ở đâu? Kim, kiên là gì à? Bài, mình bữa có kiên gì? Kiên ngu. Bây giờ kiên trinh rồi, nó có kiên tỉnh chúng ta không học, cũng hay dùng kiên tỉnh là cái từ đây đây chúng ta lấy trọng điểm ha, không có dùng, chúng ta ở là hay dùng điều trị mỗi vai đi. Còn kiên trinh thì sao à, từ cái nếp sau của giải phẫu hay sao hay hiện đây ha, việc ở mặt sau vai, từ nếp sau của cái xương vai nắp mình nè, nếp sau này chúng ta đo lên 1 thốn, nó là huyệt kiên trinh, đúng không ạ? Từ cái nếp nắp phía sau thẳng lên 1 thốn, đó là huyệt kiên trinh. Huyệt này chúng ta chăm thẳng vô sẽ chữa về đau vai. Vậy thì chúng ta chữa đau vai, chúng ta sẽ dùng một số huyệt họ kiên, đúng không? Còn là kiên không à, kiên là vai mà, kiên tinh, kiên chỉnh, kiên tĩnh rồi kiên ngôn. Rồi A Thị Huyệt, rồi A đây nó có Thiên Tông. Rồi chúng ta dùng những huyệt ở dưới này, đi qua đường kinh này chúng ta chữa đau vai. Đau vai bây giờ rất nhiều lắm. Ví dụ nãy bạn này hỏi đau vai từ đây dọc xuống tay, bệnh đau tê, thì cái đó không phải bệnh ở vai, bệnh ở cổ. Nó phát hiện đi điểm cổ, chúng ta sẽ dùng hoa đài giáp tích á, bữa nói rồi. Hoa đài giáp tích thì chúng ta đang nửa thốn. Còn cái dọc của kinh bằng quang ở dưới này thì chúng ta đang thốn lưỡi của nó rồi ha. Hoa đài giáp tích là cách giữa hai đốt sống, có cái chỗ lõm chúng ta đo ra nửa thốn, chúng ta chăm dọc đó, chăm cho rễ kinh đó. Cách mặt đốc, cách mặt đốc á, hay là cách giữa cột sống á. Rồi mình đó giờ nhiều cái cách chị, nhiều lắm, được không? Rồi kiên trên chăm thẳng ha, nửa thốn, một thốn cũng được. Vậy thì nó liên quan tới cái tay, cái vai ha, đau tay vai tại chỗ đấy. Rồi kiên trên không phải vấn đề phòng địa điểm mà thường. Rồi cái bài địa điểm bữa nào có thời gian đi tôi sẽ nói cho các anh chị, chứ giờ nói qua đó thì cái bài chúng ta cần học nó sẽ không được nói nha. Cái gì muốn nói thêm thì ta sẽ học mấy khác nó nhanh nhanh thì mới có thời gian nó thi chứ ha. Mà giống như là chúng ta phải làm cái chính trước chứ.